Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 3 nha anh em. Rồi, hiện tại là chúng ta đã có được hai hộ vệ và mình đã lắp một cái giáp máu cũng như là một cái trang bị, đó chính là Sojin để có thể giữ máu ở đầu game. Không biết là cái Sojin lắp cho cái con xin dao này không biết là có hiệu nghiệm hay không đây này. Rồi, xong. Caitlyn đã bị Blitz kéo. Vậy là chúng ta chỉ còn có hai người mà thôi. Nhưng mà mình nghĩ là 2-4 là vẫn ổn. Trời ơi, nhìn cái lớp giáp của con xin dao nhưng mà mình lắp cái giáp máu này thì thôi chứ. Giáp máu mà kết hợp với hộ vệ thì bọc được cực kỳ nhiều giáp luôn. Ok, 2-4 là có thật. Ngại gì vết bẩn. Nhờ cái con xin dao này thì nó đã giúp cho mình được 2 trận thắng liên tục rồi đấy. Không biết là ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình gì đây. Chúng ta có Rakan này. Rakan thay vào vị trí của Zavan thì chúng ta sẽ có được hai hộ vệ cũng như là hai vũ trụ nữa. Nếu như mà chúng ta có con AC bây giờ thì ngon này. Vừa chơi gọi là 4 vũ trụ cũng như là hai hộ vệ. Nhưng mà bây giờ mà tìm kiếm cái con AC này thì khá là khó. Mình chỉ có 12 tiền mà thôi. Biết đâu Ron nó không ra thì coi như là ăn cám luôn. Mà những cái thời điểm khởi đầu như này, cái giai đoạn đầu như này mà anh em xài tiền là coi như là chết. Hạn chế đôn cho mình nhá. Ông này thì đã có được hai thiên phong Fira 2 sao kèm một con góc mò. Nhưng mà mình vẫn đặt niềm tin vào con xin dao này. Mạnh lắm anh em ơi. Thông hết cho mình. Boom. Uầy, kết lên 1 sao nhưng mà bắn rất là gắt nha. Đừng có đùa. Này thì chặn. Này thì chặn. Ok. Được cú ló đấy. Mình xem nào. Có thìa vàng hay là gì đây? Không có thìa. Mình lấy cái gì bây giờ nhỉ? Sojin kết hợp với cuồng cung cũng là hợp. Hai cái trang bị này thì nó gọi là kết hợp với nhau thì cái khả năng hồi mana của nhờ cái Sojin ấy thì nó sẽ gọi là gấp đôi. Cho nên là mình nghĩ là chúng ta vẫn có thể tận dụng được. Đây, có một cái khám phép. Không thì mình lấy cái này cũng được. Trời ơi, cú lừa rồi ông ơi. Cái ông Hokage này chắc là bị dính cú lừa của mình rồi. Thử lòng xem là ông này lấy cái gì. Hóa ra là anh ta lựa chọn cái gợi khóa cổ. Mà đây đâu phải lựa chọn cái trang bị của mình đâu. Rakan. Rồi, thêm một cái cùng cùng nữa. Kiểu này là xin thông của mình còn thông như hách. Thông nát tim bạn là có thật. Cái combo siêu hồi mana này thì anh em hay dùng cho con nào? Như mình thì mình sẽ sử dụng cho mấy cái con tầm cỡ trên tầm 100 mana trở lên ấy. Thì cái Sojin thì nó sẽ lợi hại hơn thay vì cái bùa xanh. Cái bùa xanh thì anh em nên lắp cho mấy cái con dưới 100 mana thì nó sẽ hồi lại được nhiều mana hơn. Và cái combo siêu mana này thì mình sẽ hay lắp cho cái con AC. Đấy, con AC nó gọi là nó sẽ tận dụng được. Ui xồi ôi, con Caitlyn 2 sao mà cầm mũ phù thủy thế kia thì bắn một phát xuyên thông của mình không đi. Tài thật. Anh xin chào châu vãi. Mắc châu rồi. Vi Master Z siêu công nghệ. 3 con siêu công nghệ luôn này. Nhưng mà chắc là thôi. Trận này thì mình không muốn chơi siêu công nghệ một chút nào cả. Nghe nói là ở phiên bản 10.16 thì hệ thời không của chúng ta thì nó cũng được làm lại. Nhưng mà mình cảm thấy là nó được tăng sức mạnh ấy. Ở cái 8 thời không. Cho nên mình khá là thích cái hệ này. Và cái hệ này thì gọi là tăng được rất là nhiều tốc độ đánh. Cho nên là đáng để thử đấy. Đây này, ông ấy chơi Caitlyn đầu thế giới này. Mày qua kéo được con Caitlyn. Không biết là có thắng được hay không. Skin dao của mình có vẻ như khá là mệt mỏi nhưng mà tiêu diệt mấy con tiên phong này. Thôi sao, mất đam chủ lực rồi. Bây giờ Caitlyn là chỉ cần ngắm bắn một phát nữa thôi thì bay máu. Ui dồi ôi. Tiêu diệt được Caitlyn sớm thì có lẽ như là chúng ta lại chiến thắng. Nó bị cái ông này làm mất đi 4 cái chuỗi thắng của mình.
cay thế nhở. Cay nhưng mà không thể là làm được gì. Ok, chuyện là trả thù thôi. Nếu như mà mình có 5 trận thắng liên tục ở cái round này thì đảm bảo với anh em là siêu giàu. Vừa có trận thắng ăn quái thì chúng ta lại có thêm 2 lần stack vàng nữa. Lá chắn công nghệ, nghe tên có vẻ khá là hay đó. Nghe tên khá hay. Skill của con Leona này là một trong những cái skill giảm đam nhiều nhất. Ủa, những con sinh ra của mình cả. Cái cùng cung này, lý do mà mình lắp cho nó là tuy là anh em đọc là chỉ lắp cho những cái con tường đánh xa thôi đúng không? Nhưng mà ở đấu trường này là đấu trường vô lý rồi. Anh em có thể lắp cho những cái tướng cận chiến thì vẫn phát huy được tác dụng nhá. Ui, nhiều nước mắt vậy. Ezreal này. Vậy là bây giờ chúng ta đã có 3 thời không à. 3 thời không. Như này đi. Tự dưng có một cái bùa xanh này. Hay là để chơi team bang à? Thôi. Tôi hơi ngán cái team bang này. Team bang là một trong những cái trang bị là chúng ta cũng có thể lắp được. Nhưng mà cứ từ từ đã. Cứ bình tĩnh. Không có gì phải vội cả. Đúng không anh em? Hôm nay chơi cái gì đấy? Đấu sĩ pháo thủ à? Đỗ Hải Linh. À Đỗ Hải. À. Hà Linh. Hà Linh chắc là tên con gái đấy mà. Cassiopeia, cái trang bị quỷ thư kia là lợi hại lắm đấy. Mấy con Casso này thì đang khắc chế với cái bọn hộ vệ bọn mình rồi. Về đấy. Ông em mà lắp cái bột xanh cho Casso nữa thì thôi, nó khạc đờm hết. Mình mới thua có 2 trận mà rất ngay xuống vị trí top 5 rồi cả. Anh em có thể sống hơi vội nhỉ. Sống vội phết. Cho nên là mình cũng phải đua đòi một chút thôi. Cho nên mình sẽ cố gắng tích tiền và úp cấp, đánh bằng những cái vị tướng carry hơn. Vị tướng 3 tiền, 4 tiền hoặc là 5 tiền. Đấy, cái con mà chúng ta giúp anh em carry đấy. Chứ mấy con 2 tiền thì bắt buộc là anh em phải có 3 sao thì mới mạnh được. Ai đây nào? Hùng BD, BDQ. BDQ nhá, không phải là BD không. 53. Ui, mà mình nghĩ là xin giao chúng ta có thể làm được hay không. Nhưng mà gặp ông này có cái khoảng sợ cho nên chắc là khó cho xin giao rồi. 3-1. Đúng rồi, đúng là cái hoàng sợ. Nhưng mà vẫn chưa xong đâu. Xin giao của mình vẫn làm được. Úi xồi ôi. Đùa. Xin giao của anh từ đầu game đến cuối game luôn. Không ngờ là mình có thể thắng được cái trận này. Hai vãi nồi. Úp cấp thôi nào. À, một click nữa để có thể lên cấp 6 à. À ok. Như này đi. 4 thời không. Bán tạm một con Chutophay đi. Chút nữa tìm lại cũng không sao cả. Nếu như mà mình muốn chơi được cái đội hình 8 thời không ấy, thì đồng nghĩa là chúng ta cần phải tìm kiếm người anh em Threat. Là cái con lại quan trọng nhất trong cái bộ tộc thời không này. Thời không mà thiếu đi Threat thì không xong rồi. Ui rồi. 3 kiếm khách. Rondo bắt hơi gắt nha. Hai cái cuồng đao luôn. Cố lên ạ. Pam. Không ăn thua cho lắm. Mà mình nghĩ là cũng gỡ gạc được một chút máu. Kết lên. Không kịp trả đạn luôn. Kết lên là một trong cái con mà mình cảm thấy xài skill lâu nhất luôn ấy. Anh em thấy con nào mà xài skill lâu hơn không? Đã nhiều mana được skill lâu nhưng mà nó được xài cái nào là chất lượng cái đấy. Thế mới là vấn đề. À, lấy gì đây ta? Mình đang băn khoăn không biết là lấy cái gì. Ok, còn một cái gậy quá khổ, chắc là xin luôn đi. Gậy quá cổ ở trên người con Fit à? Để xem nào. Fit cầm cái combo siêu hồi mana này không biết là ổn không ta. Kết hợp với 8 thời không nữa. Mình nghĩ là
Có thể được. Để xem tình hình như thế nào nhá. Trong đầu của mình tự nhiên nó nảy ra một cái ý tưởng. Uầy, hai Ngộ Không. Đó chính là fit kết hợp với đội hình thời không. Có cả Rumble luôn này. Dụ tôi chơi phi công à? Thôi thôi, anh không chơi đâu. Không chơi phi công đâu anh em. Không muốn làm máy bay đâu. Từ từ, cứ bình tĩnh thôi, không có gì phải vội. Nếu mà ra nhiều fit thì mình sẽ chơi luôn nhá. Ủa, hôm nay thì đã có được hai xạ thủ 4 thời không, Caitlyn đầu thế giới luôn ạ. Cái đồ này thì mình đoán không nhầm thì anh ta sẽ cho Teemo. Ừ, còn Teemo cầm đồ này thì xịn nó giò hơn nhiều. Đây là mình còn Caitlyn. Caitlyn thì mình cảm thấy cũng được, nhưng mà chẳng qua nó xài skill hơi lâu thôi. Đấy. Ui, thua. Vãi nồi. Đùa. Ngắm bắn phát bay màu vậy con sinh ra của mình cơ. Hồi nãy mình nhớ cái ông này bằng ngắm bắn phát đâu có chết đâu ta. Mà anh ta kẹp thêm xạ thủ thì phải. Đau vãi. Nhưng mà sinh ra của mình đã mất thêm chút máu rồi. Chút máu từ cái tuyến đầu trước đấy rồi thì phải. Nhưng mà thôi không sao, cố gắng thôi. Mình vẫn ở vị trí top 4 mà, 75 máu, cũng chưa mất nhiều máu cho lắm. Ai đây? Hôm nay thì tình chơi bộc phá. Biết ngay mà, bộc phá kết hợp với nổi loạn, đấu sĩ. Cái đồ của con Caitlyn này thì chắc anh ta sẽ cho Z chẳng hạn. Z cầm đồ này cũng hợp này. Thua luôn. Liệu là xuyên thông của mình có thể làm lên một lịch sử nữa hay không? Chắc là không rồi. Thông món hết cả giáo rồi. Tội nghiệp anh xin thông thật. Rakan, Riven, Sen. Mãi mới thấy con Sen. Đầu lâu chơi thấy không, mãi mới thấy con Sen. Thường thì Sen ra cho mình khá sớm. Bây giờ đợi mãi mới ra. Nhiều lúc là anh em không chơi là cứ đập vào mặt à. Mà nhiều lúc muốn chơi ấy thì nó lại tìm kiếm không ra. Cày vãi nồi. Đúng là cuộc sống mà, tiếp tục là phải thích nghi. Anh em phải tập thích nghi cho mình. Ai cũng thích nghi hết. Ấy à, cung gỗ luôn này. Ủa, hai combo siêu hồi mana. Caitlyn. Từ từ nhá. Rồi, fit này. Xem nào, một cái cuồng đao. Từ từ từ. Ire ít mana lắm cho nên là cũng không xài được. Cuồng đao này. Và mình chắc là mình sẽ một cái giáp thiên thần. Tìm một con xuyên thông đã. Cứ tìm một con xuyên thông thì có thể lấy đồ cho nó ra đã nha anh em. Ủa hôm nay Lucian đồ gắt thế. Hai pháo thủ, bốn tiên phong. Ủa. Nhưng mà bị blitz của mình gắt. Chết luôn. Chết toi. Bam. Uầy, fit lợi hại quá nhờ. Fit là trong một trong những cái con mà mình cảm thấy như là khắc chế được mấy cái con đam đằng sau kiểu như vệ binh, xạ thủ. Nói chung là này fit của mình thả cá được 2 lần luôn đấy. Đánh giá cao. Đánh giá cao công lao của fit. Khá nhiều đam này. Roll một chút nào. Hai xin thông này. Ok, lấy đồ nó ra nhá. Giờ thì lên 2 đi mày. Rồi, combo siêu hồi mana cho fit. Và một cái giáp thiên thần nữa đi. Giáp thiên thần đấy nhỉ. Đây đi, một cái bột xanh. Một cái giáp thiên thần và một cái nỏ sét. Cũng được. Hay là mình cần một cái vuốt rồng hơn nhỉ. Từ lắp cái nỏ sét cũng được. Ủa ông này có màu 3 rồi. Sớm thế. Đỗ Hà Linh. Linh ơi là Linh. Sao Linh mạnh thế nhở. Fit của mình không đụng được phía đằng sau rồi. Thả cá đúng lần à. Tình hình có vẻ không ổn cho lắm. Cái đồ này thì cho AC thì nó lại bình thường quá đúng không anh em. Anh em nào cũng chơi AC rồi. Cho nên là mình cũng phải tìm kiếm một cái gì mới mới một chút. Xin thông 2 này.
chứ chơi hoài AC thì anh em có vẻ tạo cái độ nhàm chán cho anh em gì nữa. Bình thường mà trong trận đấu thì nếu như mà vã quá thì sẽ phải chuyển đồ. Nếu như con fit này nó không tỏ ra được sức mạnh thực sự của nó ở trong người thì chắc là phải bán nó đi thôi ông giáo ạ. Bán nó đi thôi ông giáo ạ. Trận này nhiều ông chơi AC quá. Xạ thủ này, bốt xạ thủ. 3 phi hành gia. À mới có 2 phi hành gia à. Thả được 2 con cá. Một con cá gạt cắn không khí. Vẫn được. Đó là Zihine. Hay, vẫn thắng được rồi. Ngon. Hồi máu. Hồi máu với chúng tôi. Dây chuyền chuộc tội. Mình xem nào. Serap. Ủa. Serap mà được cầm đồ ngay thì không hợp. Không hợp ông anh em ạ. Mình sẽ lấy cái gì bây giờ ta? Không biết lấy cái gì luôn. Đồ đạc ở nhà thì đã lắp tận dụng hết rồi. À, chắc là mình sẽ lấy một cái gậy đi, lấy đại đi. Bây giờ cũng chả biết lấy cái gì. Còn hai ông kia lấy cái gì? Đúng rồi, mất Serap. Ok. Và ai cũng đã lựa chọn được cái trang bị yêu thích của mình rồi. À, mình thì cũng thế. Thực ra đây không phải là trang bị yêu thích của mình đâu. Không biết trang bị yêu thích của mình là cái gì nữa. À, chắc là con Thread. Thread là cái con mà ở phía đi chợ khoảng 4.5 này. Nếu như mà có thì ngon. Đó phải roll tìm. Poppy 3 sao đến từ vị trí của Praza. Và đang đứng đầu vị trí top 1 đó chính là Đỗ Hải Linh. Top 3 là Speaker Jack. Và mình thì đang đứng ở vị trí top thứ 4. Top 4 là được cộng điểm rồi, không cần phải lo. Và đối đầu của chúng ta bây giờ đó chính là Hưng BDQ 53. Người ta thì đã chơi nổi loạn kết hợp với mật thám. Rồi đồ cho Z. Cũng được. Hết của mình đâu rồi không biết. Thả cá được phát rồi bay màu à. Đùa tôi à. Cố lên chơi anh em. Như này là nuôi cá kiểu này là không được. Hình như là chưa được thả cá à. Phải đầu nhìn cái đam kìa. Fit này. Chán cái ông fit này thật. Chắc là cần fit lên 2 đấy. Fit 2 thì vẫn chắc là lợi hại hơn. Cái cuồng đao Wosu này thì mình nghĩ là cũng ổn. Nhưng mà nếu như mà mình có cái cung gỗ trước đây thì mình lắp cái đại bác thì ngon hơn. Chẳng qua là cái con fit của mình là đi chợ về. Đi chợ để là lấy được cái gậy sẵn rồi cho nên lắp luôn. Úi xồi ôi, thời không mạ vàng à. Căng thế nhờ. Okage. Okage này là cái gì ta? Ăn cá đi. Boom. Vừa hất tung như vừa làm choáng. Fit là một trong những con mà mình đánh giá có thể phá hủy được đội hình team bạn. Ui 32 máu. Chết rồi, mình rơi vào cột mốc nguy hiểm rồi. Vào xuống vị trí top thứ 5 rồi. Ed Grill. Khổ quá anh em ơi. Bây giờ làm sao? Chả biết làm sao bây giờ cả. Giờ chắc lấy úp cấp tìm fit 2 đã. Cấp 8 thì chúng ta có 20% thì mình nghĩ là nhiều hơn. Và nếu mà may mắn thì mình lại có thêm threat nữa. Ở cấp 8 thì chúng ta có 6% ra được những bị tướng 5 tiền. Điều đấy là mình tự tin hơn khi mà tìm kiếm threat. Nửa kia còn lại ở trong cái trận đấu này. Một Nico. Và gì nữa không? Quam. Lại cùng gỗ. Fit 2 rồi này, còn tìm Blitz. Ok, như này đi. 5 thời không. 6 thời không thì cho vào được rồi. Và cái cùng cung này thì cho đại con này đi. Thì bây giờ cũng không biết lắp cái gì nữa. Có gì lắp nấy thôi. Không đòi hỏi. Xin ra cùng cung. À cùng đao chứ quên mất. Mình cứ hay nhầm giữa cái cuồng đao và cùng cung nhá. Hay từ cuồng.
Cuồng gì đây, ông này chơi cuồng gì đây? Ui, cũng cuồng đào rồi. Nhưng không có cuồng cung. Xem feed của tôi. Bam. Một con cá. Sau đấy thì anh ta bay màu. Cố lên. Thôi xong. Toang thật rồi, bu em ạ. 23 máu. Chắc mình phải sử dụng vũ khí bí mật thôi. I see. Victor. Hai con Lira. À, hai con đấy chứ. Fit. Serap. Ok. 6 thời không kìa đã. Tạm thời là mình sẽ để cái cùng down để cho Serap kìa đã. Để có thể đam phụ một chút. Không là toang đấy. AC. Rồi. Ui, hai con fit. Ui, nhanh ấy nhở. Lắp một cái dâm máu này cho Riven đi. Thật cá đẹp nào. Bị khống chế quá, con fit của mình bị khống chế quá. Ừ, nhưng mà may quá, vẫn thắng được. Cũng may là có Serap đam phụ đấy. Ông này đi luôn à. Serap tiếp này. Vãi nồi. Có fit nữa không? Gần A2 thì mình không cần. Đã vậy thì chắc mình sẽ quyết định là chơi fit luôn đi. Fit. 25% của tôi. Lại ngộ không. Còn AC thì nó mạnh mẽ ra từ đầu luôn đi. Thì giờ mới dụ. Chịu đấy. Ủa đồng này bắt fit rồi, hai con fit. Fit này mặt hàng như có 12 con. Thế nên mình vẫn còn cơ hội nhá. Mày vẫn chưa lên 2 mà. Bùm. Nó này lên 2 rồi mình vẫn có thể lên 3 được. Hai con cá. Ba con cá. Ui, đấm nhanh như hách luôn. Lần nào cũng thả được 2-3 con cá như này thì thơm không. Có gì không. Ui, có fit luôn kìa. Chạy lẹ, chạy lẹ, chạy lẹ bà con ơi. Chạy lẹ. Nice. Chúng ta có fit. Có fit rồi, bây giờ chỉ cần roll tìm một con nữa thôi. Tại vì mình có sẵn một cái Nico ở nhà mà. Cho nên là chắc là mình sẽ tận dụng hết tiền đi. Hết tiền thì có thể tìm roll luôn đi. Chứ bây giờ 23 máu, mình có thể bốc hơi bất cứ lúc nào. Nhưng mà ông nào cho mình sốc đam. Như thế thì rất là tiếc. Giờ thì Sen làm cái gì nữa. Tôi cần fit cơ. Đây rồi. Không đủ tiền. Bán Serap đi thì tiếc quá. Bán lại con này đi. Cho cái Linh 1 vào. Nice. Đồ đẹp luôn. Fit 36 kết hợp với 6 thời công. Và chắc là bây giờ thì mình sẽ để tiến up cấp. Tìm kiếm threat cũng như là cho thêm chút thời vào nữa. Đảm bảo anh em là con fit 3 sao này nó sẽ giúp mình lật kèo. Quá trình. Tất cả mục tiêu chĩa mặt vào con fit. Bam. Trời ơi, bay màu. Bay màu luôn anh em. What. Hà Linh đang cháy hơi nhiều rồi đấy. Cho anh em tôi đủ chút máu đây. Top 1 hơi lâu rồi đấy. Sen này. Nhưng mình không roll nữa đâu. Để tiền cho anh em. Bây giờ tích tiền là thượng sách. Tốt nhất là không nên roll ở cái thời điểm hiện tại. Đây, anh có thể chiêm ngưỡng con fit của mình. 400 là 4800 sát thương phép. Một vãi nồi ạ. Con nào mà cỡ tầm 4000 máu á. Mà cái skill con fit này là skill diện rộng nữa cơ. Cho nên là đảm bảo với anh em là thôi rồi. Mà cái combo siêu hồi mana này nữa thì tồi. Tuyệt vời ông mặt trời. Ai đây? Ok ông này, lấy ông này là một ví dụ. Rồi. Cho ăn con cá nào. Cá tươi sống. Hai con. Úi dồi ôi. Một con lại bay màu đội hình rồi. Bây giờ là hai con. Fit cơ lực. Trích điện. Combo siêu hồi mana luôn anh em nhớ anh em. Ok, và nhân tiện đây thì anh em nào mà đang xem thì hãy nhớ đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh nhá. Fit 3 sao nhanh vậy.
Bình thường mình có Nico mà, với cả mình sử dụng tiền cho nên là cũng phải khác chứ. Rồi ôi, một cái trang bị. Ông này tự nhiên có cái ông này hai ông đồ giống nhau à, hai cái phá kiếm này, hai vãi nồi. Trùng hợp như thế nhỉ, ông kia sen ba rồi à. Hai ông được cái phá kiếm, xong cho mình cái phá kiếm cho nó đẹp luôn nhỉ. Mình có một cái phong kiếm này, cái phong kiếm này thì nó sẽ giúp mình đánh về late game hơn. Late game đấy, mình sẽ dùng những cái đòn đam carry của tên bạn. Rồi rồi, chỉnh cái gì. À, ông này di hình đồ đẹp phết đấy. Nhưng mà còn tìm mồ hai cái dao điện cơ. Ok, chắc mình sẽ lắp phong kiếm sau nhé, làm cho đối phương bất ngờ hơn nữa. Đấy, kiểu như này thì phong kiếm Blitz, một trong những cái chiêu trò mà mình cảm thấy khá là khó chịu. À, may cả thằng Timo vừa bị nó vừa đẻ à? Cái nhở, ăn cá đi. Em ui 18.000 đam anh em, bay màu luôn kìa ông này. Vãi linh hồn. Seraph 2, trời ơi. Nguyên team đi vào hết. Giờ là mình không sợ bố con thằng nào nữa rồi. Mình lo được. 24. Rồi xây ra 3. Ok, xây ra 4 sao còn chơi luôn, nhưng xây ra 3. Di độ được đấy. Phi công nổi loạn mật thám. Ông này 6 công anh chiến đấu. Khá phết. Anh em ai cũng mạnh cả. Nhưng mà mình thì lại đặt vào một cái gọi là trường hợp cá biệt rồi. Đội hình có fit siêu biến thái. Ông này có vuốt rồng đúng không? Để xem là vuốt rồng có lợi hại hay không nha. Ăn con cá của tôi thế nào. Úi dồi ôi, một cá như là con Garen gần như là bốc hơi. Hai con cá tàn át đội hình. 28.000 dam. Wait, what? 28.000 nào anh em, phải linh hồn thật. Thôi xong, anh em tương tàn hết rồi. Nhớ nha anh em, đừng quên ấn cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh là những nguồn động lực lớn nhất cho mình để mình có thể làm những cái video cho anh em xem. Cho nên là đừng tiếc gì một like nhá. Và anh em nào mà muốn kết bạn Facebook của mình thì mình sẽ để link bên dưới. Và trong cái quá trình làm video mình có sai sót hay là có một điều gì làm anh em thấy không vui thì anh em hãy cứ comment để cho mình góp ý để cải thiện trong những cái video sắp tới nhá. Rất là trân trọng những ý tưởng của anh em đấy. Đấy, anh em là có ý tưởng gì hay là cứ comment cho mình biết ngay. Ok, gì đúng không? Ủa chơi tận hai con gì, gấp đôi canxi à? Rồi rồi, để xem là ăn một con cá xem như thế nào. Đây là con cá thứ hai này. Ui sủi rồi. Một con Seraph của mình đúng là hai nhân vật 1, 2, 3, 4, 0. Úi dồi, đam nó còn đẹp nữa cơ. Hôm nay thậm chí còn không đánh lại bản sao của mình. Để xem là có Thread hay không. Có Thread, trời ơi. Hình như cái game này sinh ra để dành cho mình rồi thì phải. Thread kết hợp với vuốt rồng luôn. Xin luôn. Ngon lành cành đào. Biết đủ tiền úp cấp chưa ta. 56, 48, thừa luôn. Đây. Bây giờ thì mình chỉ cần mua tướng và cho Thread kéo vào thôi. Mình nghĩ là một mình con fit cũng có thể cân hết team bạn rồi. Cho nên là Serap để cho Thread kéo vào cũng là ok. Đấy. Cái này lấy gì? Ui. Ok, mình sẽ chuyển vị trí nha. Rồi, chắc là kéo được cái con ấy rồi đây. Nó tung kéo được Ugot cũng được, kéo Ugot cũng được. Thế nào, cá như này, cá tươi sống như này thì một cá thôi thì tan nát rồi. Nice, lật kèo channel. Đấy, ông nào còn khinh thường tôi nữa hay không. 8 thời không kết hợp với fit 3 sao.
Với cả Janna nữa này. Janna. Nếu như hôm này không có thay đổi gì thì mình nghĩ là ui, Ugot 2. Ugot 2 thì có vẻ hơi mệt rồi đây. À, đảo vị trí rồi. Từ từ nha. 1, 2. Ok. Chuyển sang bên này. Đấy, anh em phải đảo đội hình nhá. Đã tung được Kog'Maw và chúng ta sẽ kéo được Ugot tiếp. Đấy. Ơ, kéo được gạt rắn à? Mà không sao. Trời ơi. Hai con cá luôn à? Vì cái khả năng hồi mana của Fizz nó nhanh quá ấy. Cho nên là thả cá mình cũng không nhìn thấy luôn. 22.000 dam. Cứ một round tầm 20 mấy nghìn dam luôn anh em. Trời. Quá tuyệt vời. Cái gì đây? Cung xanh à? Cung xanh này thì cho nào bây giờ? Để cho thử red cho nó. Trong này thì có một chút tốc độ đánh đúng không? Nhờ cái cung gỗ và một cái găng đối tập. Và có một chút thì tỷ lệ né nữa. Cho nên là cho thử red cũng được nha anh em. Giờ không biết cho nào nữa rồi. SQ hay là gì đấy thì mình nghĩ là chúng ta cần thử red để nó kéo người vào. Cũng như kéo một cái con Seraph vào thì thơm luôn đấy. Có Nico không? Không thấy Nico. Toàn vàng thôi. Mà không sao. Ok. Lulu, Seraph, Janna. À, không thấy con nào lên 2 sao vậy? Bán rồng thì lại ra rồng. Echo. Echo. Thoret này. À, bán Janna đi. Úi không gian gì nữa này. Ok, cho kéo được con nào thì kéo. Bên này, đấy, cái phong kiếm Blitz này mẹ mắc khó chịu cho anh em luôn. Đấy, hát tung thì Kog'Maw. Mà con Fizz của mình thì nó thả cá phát chết là chết Ugot luôn rồi. Trời ơi, này thì Ugot. Giờ này thì anh ta có vẻ như thua đậm hơn. 20 máu, liệu là anh ta sẽ đi luôn hay không? Chắc chưa đi được. Kéo đi luôn à. Ui, còn một máu. Ui, trừ 19 máu kìa. Ai vãi. Con Seraph. À, Thread. Đây, đưa lên đi. Sáu cỗ máy trên đó, anh ta sẽ quyết định cho bột xanh cho Cassiopeia để có thể gây nhiều đam hơn. Này thì đảo này. Ok. Kéo được rắn không? Kéo được rắn bà con ơi. Đây là lý do mà mình cực kỳ thích cái phong kiếm. Xem lần này được bao nhiêu đam nhá. Boom, 28.000 đam. GG. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi cái video này của mình. Nếu thấy hay thì anh em hãy nhớ đừng quên like, share và chia sẻ video đến mọi miền thế giới nhá. Và hẹn gặp lại anh em trong những cái video sắp tới ạ. Tạm biệt anh em.